Rồi, và hôm nay thầy hướng dẫn các bạn sử dụng cái menu là Simulate, tức là mô phỏng. Thì trong phần này các bạn có phần Particle, tức là dạng hạt, các hiệu ứng về hạt. Thì đây thầy sẽ sử dụng một cái hiệu ứng là Emitter, tức là một cái dạng hạt bắn ra, phát ra, đúng không? Nó phát ra, rồi gọi là bắn ra, giống như là bên After Effects mình có mấy cái hiệu ứng vậy đó. Trong phần Particle, rồi bấm vào đây. Thì lúc đầu các bạn thấy nó sẽ tạo ra một cái hình chữ vuông như vậy. Đó, các bạn sẽ nhấn nút Play, mình sẽ xem. Thế này các bạn thấy nó phát ra các cái hạt như vậy, và nó phát mặc định của nó là theo trục Z, đó. Theo trục Z. Các bạn muốn xoay ngược lại thì chúng ta có thể kết hợp với công cụ rồi tay để bạn xoay các cái hạt, cái hướng của cái nó bay lên. Ví dụ đây nó bay lên trời, thấy không? Đấy, thì tùy các bạn có thể xoay các cái hướng, có thể xoay qua đây cũng được. Đó, mình xoay đây. Thì có thể kết hợp với công cụ xoay để các bạn xoay. Đó, thì đây là cái dạng hạt, được chưa? Rồi bây giờ mình muốn nó bay ra cái hạt kiểu gì? Đó, nó muốn các bạn muốn nó bay ra cái hạt kiểu gì thì chúng ta sẽ tạo hình cho nó. Các bạn sẽ tạo hình cho nó. Thì ví dụ như bây giờ thầy sẽ tạo một cái hình, thầy bấm vào đây, thầy tạo một cái hình nón đi, đó. Đó, tạo một cái hình nón. Rồi bây giờ thầy gán cái hình nón này vào trong cái master này, kéo thả ra đây. Đấy, thì thầy đã gán rồi đó, nhưng mà các bạn thấy nó không xuất hiện ở bên ngoài này. Đó, thì bây giờ để nó xuất hiện bên ngoài này, các bạn bấm vào chữ emitter. Thì phía dưới này các bạn thấy thầy sẽ check cho cái show object đó, show object các bạn check cho đây. Thì lúc này bạn sẽ thấy cái hướng của nó ở đây đó, hướng ở đây. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại thì sao? Điều chỉnh lại, ví dụ như là mình muốn cái này thì mình sẽ quay theo cái chiều nó đây. Thầy chọn cái khối cóp này, đúng không? Chọn cái khối cóp này, khối hình nón, thầy cho cái thằng radius này nhỏ lại, thầy điều chỉnh cho nó nhỏ lại mấy chỗ này, đó, được chưa? Rồi đồng thời thầy muốn xoay nó, thì mình sẽ xoay theo trục x này, cái này là đan trục z hả? Chọn trục z mà z âm thì nó xoay như vậy, đó, còn z dương thì nó xoay qua kia, đó, nhưng mà mình sẽ xoay theo trục z trừ đây, đó, thì nó xoay cái hướng này cho mình, này. Đó. Rồi nhấn nút play chạy tiếp nè mình đã. Đó, đây là mình điều chỉnh trong khối cóc nha. Đó, khối hình nón. Ok. Bây giờ mình quay lại cái emitter để hiệu chỉnh nè. Thì trong này nó có vài cái để các bạn hiệu chỉnh, bắt đầu từ cái burst ray editor. Burst tức là sinh ra, đúng không? Các cái hạt nó được sinh ra. Đấy. Còn cái burst ray render tức là sinh ra trong vấn đề các bạn render. Thì bây giờ mình mặc định nó ra để 10 nè. Các bạn muốn giảm đi, ví dụ thầy để là 5 đi, giảm xuống 5 đi. Rồi trong render cũng 5 đi. Thì lúc này các bạn thấy cái hạt của mình sẽ xuất hiện 5 cái này, 5 cái lận. Đó, 5 cái, 5 cái. Đó, bạn muốn 3 thì bây giờ mình giảm xuống 3 này. Đấy, thì lúc này nó chỉ xuất hiện 3 cái, số lượng 3 cái. Thấy chưa? Còn nếu bạn muốn nhiều hơn thì mình tăng lên ví dụ 20 đi. Đó, thì lúc này bạn thấy nó sẽ tăng lên, nó sẽ sinh ra 20 cái. Ok chưa? Đó, thì đây là cái chỉnh số lượng của cái hạt này. Đó, đó, số lượng các hạt. Ok, giờ để lại mặc định là 10 đi. Đó. Rồi. Tiếp theo phía dưới này, cái visible ly này thì nó xuất hiện 100% thì chúng ta để nguyên ha, chúng ta cứ để nguyên. Còn cái star bắt đầu thì bắt đầu, nó bắt đầu thì mình cũng bắt đầu từ không thì cứ để từ không. Cho nó bắt đầu đi. Còn cái stop animation này tức là nó sẽ kết thúc từ cái frame bao nhiêu? Ví dụ đây các bạn để là 150 thì nó sẽ kết thúc ở cái frame 150. Nhưng mà đây mình có 90 frame thì nó kết thúc sớm, đúng không? Còn nếu mình có độ dài của nó, ví dụ thầy cho nó lên 300 đi. Đó, cho 300 đi. Thì cái timeline mình nó đã 300 rồi. Đấy, nó sẽ dài 300 và cái kết thúc của nó là đang là 150 thì nó sẽ tới chỗ 140 đây. 150 là chỗ này nó sẽ kết thúc ngay tới đây này. Các bạn để ý là nó sẽ chạy ra kết thúc này. Nó sẽ dừng ở đây kết thúc, đó, hết. Và từ đây tới đây là nó không có gì hết, thấy không? Đó, còn nếu bạn muốn cho nó kết thúc ở cái frame 200 đi. Thì mình đánh ở chỗ đây là 200. Đó, 200. Thì có lẽ là nó sẽ chạy đến chỗ 200 này và nó sẽ kết thúc. Đó. Và từ 200 đến 300 này thì nó sẽ không có gì hết. Thấy chưa? Thì đây là cái độ dài của cái thời gian nó kết thúc của cái frame. Còn cái scene này tức là ngẫu nhiên. Thì nếu bạn thích thì bạn chỉnh cái scene này. Đó. Đây là cái thời gian sống của nó. Thì mặc định để 600 thôi. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh về cái speed tức là cái tốc độ. Đó. Thì đây các bạn đang thấy tốc độ của nó là 150. 150 cm, đúng không? 100 bình thường. Bây giờ các bạn muốn tăng cấp độ gấp đôi thì đánh 300 đi đây.
Thì lúc này các bạn thấy tốc độ nó chạy là 130, 300, đúng không? Tốc độ lúc này là 300. Đó, rất là nhanh, nhanh hơn gấp đôi. Rồi nếu tiếp theo mình chỉnh về, ví dụ bạn muốn xoay, ví dụ đây thầy đánh muốn xoay 45 độ, đánh 45 độ như đây. Đó, thì lúc này các bạn thấy những cái vật thể của mình nó vừa xoay một góc 45 độ. Đó, xoay 45 độ. Rồi tiếp theo là scale, tức là nó đang để tỷ lệ 1:1. Đó, các bạn muốn cho nó scale theo một cái khung thông số ngẫu nhiên. Các bạn thấy cái bảng bên này này, cái variation tức là cái sự ngẫu nhiên ha, phần trăm ngẫu nhiên của nó. Ví dụ như là chỗ này là 45 độ, thầy sẽ cho cái này là 45 ha, thầy cho 30 đi. Thì chỗ này nó sẽ xoay một góc 30 độ, nhưng mà nó ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên tức là có cái xoay có cái không. Cũng tương tự với cái phần scale này cũng vậy, thầy cho dưới này là cho 20 đi. Thì cái chỗ này nó lại có cái to 20%, có cái vẫn giữ 100%. Có cái to cái nhỏ. Đó. Còn để ý ha. Thì có cái to cái nhỏ này. Đó. Được chưa? Đó vẫn có cái to cái nhỏ. Nếu như bạn muốn cho nó rớt xuống dưới này. Các bạn muốn cho nó rớt xuống dưới cái sàn dưới đây. Đó. Thì ít ra các bạn phải có cái sàn. Được chưa? Bây giờ mình gán cho nó cái sàn này. Thầy kéo cái floor, kéo cái sàn xuống đây. Đó, thầy có cái sàn ở đây rồi. Bây giờ muốn cho cái cork này rớt xuống cái sàn này. Thầy bấm vào đây, click phải vào đây, thầy sẽ chọn trong phần là simulation tạc, đúng không? Thầy cho gắn một cái gọi là cái lực hút, trọng lực nó hút rơi rơi xuống đó. Cái này là spring body, là trọng lực rơi xuống đây. Đó, thì lúc này bạn thấy tất cả những cái khối này nó đều được rơi xuống, nó xuyên qua cái sàn này luôn, nó rơi thẳng xuống, xuyên xuống đất luôn, nó chui xuống đất luôn. Đấy, nhưng mà giờ mình muốn cho nó nằm trên cái sàn này thôi chứ không có chui xuống đất, thì mình phải gắn một cái phản lực, một cái lực đẩy lên vào trong cái floor này, đó, trong cái sàn này. Giờ thầy click phải vào chữ floor này, thầy gắn một cái lực đẩy ha. Thì trong cái thằng simulate tạc này, thầy chọn cái thứ ba, cái thứ ba là collider body, thì một cái lực đẩy lên. Đó, thì lúc này các bạn thấy nó sẽ rớt xuống đây và nó được nằm trên cái sàn. Đó, nó nằm trên cái sàn. Đó. Đó nha. Đó. Đó, rớt xuống đấy nằm trên cái sàn. Thì bạn có thể gán những cái khác. Ví dụ như là mình thích cái hình gì đó mình gán. Stop đi ha. Mình tháo ra thì bạn kéo cái cork này thả ra. Delete đi. Các bạn có thể gán hình quả banh để tròn đi ha. Tăng cái segment này lên cao cho nó tròn chút, rồi cho cái cycle này nó nhỏ lại, rồi cứ thả vô trong cái emitter này đã, được chưa? Đó thì nó có giữ lại cái thông số cũ nên bạn thấy nó còn ở đây. Bây giờ mình chạy nè, nhấn nút like chạy nè. Đó, bây giờ cho nó hút xuống dưới này thì đó, cho nó hút xuống thì bây giờ thầy sẽ click phải đây, simulate tạc, gán lên một cái lực hút, đúng không? Click the body, rồi chạy. Đó, thì này bạn thấy nó sẽ rớt lên đây, nó lên cái sàn này. Ok chưa? Rồi bây giờ mình áp dụng cái lệnh này vô cho một cái bài thực hành đầy đủ từ chất liệu, ánh sáng cho đến render ra kết quả. Đó, để chúng ta xem nó như thế nào. À, chúng ta sẽ làm một cái bài hoàn chỉnh kết hợp với những cái bài tập hôm trước. Đó, bạn thấy này. Đây bạn muốn cho nó sinh ra nhiều, ví dụ 10 bây giờ mình tăng gấp đôi đi, 20 đi. Tăng gấp đôi đi. Đó, sinh thôi. Thời gian giờ nó đang là 300, có thể tăng lên nữa. Bạn thấy xinh quá trời luôn không? Ok. Rồi, bây giờ trước khi làm thực hành áp dụng cho cái bài tập chính thức của mình thì chúng ta sẽ vẽ một cái đối tượng. Thì các bạn có thể vẽ một cái ly, một cái tô hoặc là một cái xô gì đấy cũng được. Miễn sao để đựng được nó ha. Thì bây giờ thầy vẽ bên vùng right, vẽ bên vùng right thầy sẽ dùng công cụ slide pen, thì thầy sẽ vẽ một cái hình dạng như thế này, một cái hình dạng như thế này nha, tạo ra một cái khất như vậy, giống cái bài cái show hôm trước các bạn ạ, thấy không? Để tạo ra cái show này, sau đó mình dùng cái lệnh laser mình xoay nó qua bên này, rồi bây giờ mình vẽ như sau, các bạn nhắm nhắm chỗ nào đó, okay. Đây đi. Xuống đây ha. Rồi xuống đây. Vẽ vô đây. Xuống đây.
cho nó có cái độ xiên một chút. Ừ. Rồi xuống đây, vô đây, xuyên xuống đây, xuyên đây luôn, thẳng luôn ha. Chỗ này mình cho nó xuống đây một chút, vô đây. Rồi chỗ này mình cho nó thẳng xuống đây. Rồi tới cái tọa độ trục này, mình kết thúc ở cái tọa độ trục này. Rồi các bạn nhấn phím Escape để thoát nó ra, hoặc là bấm vào trên này cũng được. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cái đường này. Mình sẽ chọn điểm này. Đó, mình chọn công cụ Leave Selection này. Đó, cái này mình sẽ di chuyển sao cho nó đẹp một chút, thẳng một chút. Chỗ này mình cho nó thẳng đi. Đó, chỗ này cho nó thẳng. Rồi, nếu bạn muốn bo các cái góc này thì sao? Đó. Mình sẽ bo cái góc này thì sao? Các bạn muốn bo góc thì bây giờ mình zoom lớn lên. À, mình bo góc. Chỗ này mình cho nó thẳng lại đi. Ok, bây giờ mình bo góc này. Mình chọn góc này, mình click phải, các bạn chọn là cái thằng đây jumper và cạnh này. Jumper ra. Thì chỗ này bạn có thể nhập thông số hoặc là mình click ở đây mình kéo cũng được. Nhưng mà click đây kéo thì mình sẽ ước lượng thôi. Còn nếu mình muốn thông số thì mình đánh đây, ví dụ thầy đánh đây là 8 đi. Nhấn apply này. Đó, thì chỗ này mình bo góc được 8 này, không? Bên trong này nếu thích thì mình làm, không thôi mình chỉ cần cái bên ngoài thôi. Đó, đây thầy sẽ bo nó chọn hết một lần đi. Đó, mình sẽ chọn hết mấy cái điểm này một lần. Rồi click phải. Các bạn chọn jumper cho nó. Rồi 8. Ok. Ở trong này cần thiết thì các bạn cũng bo luôn, còn nếu mà bên trong không ai thấy thì thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quét chọn hết, mình chọn hết những cái điểm này, các bạn click phải này. Đây mình sẽ outline, mình sẽ dùng cái lệnh là click outline, tức là tạo thêm một cái đường song song với cái đường trước đó, đúng không? Rồi bây giờ thầy các bạn có thể nắm đây kéo ra cũng được, hoặc nhấn nút apply. Thì giờ thầy nắm đây thầy kéo trực tiếp ra luôn đây. Đó, để có được cái độ dày của nó này. À, có độ dày tùy bạn muốn cho nó dày bao nhiêu thì mình sẽ căng nó, hoặc là đẩy vô trong thì nó sẽ như vậy. Đó, tốt nhất nên đẩy vô trong, để trong thì ok hơn. Rồi đó mình sẽ có được cái viền song song với nó bên trong. Rồi kết thúc lệnh, bấm vào đây. Cho thì nó nằm ngay trên cái trung tâm tọa độ đây rồi. À, cái chỗ này nó mình hơi quá tay, cái chỗ này nó hơi xấu này ha. Thì bạn có thể chỉnh lại được, không thì thôi mặt ngoài thôi. Bây giờ thầy la thơ đó. Ở đây các bạn bấm đây, mình sẽ chọn cái lệnh hôm trước mình học là la thơ này, bỏ cái submission này đi, kéo cái slide này thả ra la thơ này. Đó, thì nó xoay qua đây ha, nó được cái show này. Đó, bây giờ thầy qua vùng phối cảnh thầy xem. Đó, đây là cái show của mình được bo góc, bo rất là mịn, thấy chưa? Đó. Ở đây nếu bạn hài lòng, chưa hài lòng mình bật cái này lên xem. Đó, các bạn có thể tăng cái lưới này lên. Đó, bằng cách là bấm vô cái la thơ, tăng cái submission setting này lên, submission này lên thì nó sẽ mịn. Đó, cái đường này nó sẽ mịn. Ok, và đến cái chỗ này các bạn nếu không muốn chỉnh sửa nữa thì các bạn có thể gộp nó lại. Đó. Các bạn có thể chọn, trước tiên là bạn phải chọn hết, quét chọn hết như vậy. Sau đó mình click phải, mình sẽ chọn cái connect object, connect object delete. Đó thì nó gộp hết lại cho mình. Còn nếu không gộp để nguyên cũng được, chẳng sao hết. Nhưng mà thầy muốn nó gọn thì các bạn sẽ gộp lại. Còn nếu mà muốn sửa nữa thì cứ để nguyên, được chưa? Cái này mình đặt tên là cái gì, cái show hay cứ để tên mặc định thôi. Đó thì mình có cái show này ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để đây, mình có cái show rồi, các bạn để đây. Mình sẽ tạm thời thì tắt cái ẩn cái này đi. Đó, ẩn cái này đi. À, mình sẽ gắn cho nó một cái lệnh simulate trong cái thằng particle, chọn emester. Được chưa? Đó, thì mình xem nó đây nè. Đó, emitter đây, xoay đây. Đó, bây giờ thầy kéo cái này ra đây. Bây giờ nhấn nút like chạy để xem cái hướng của nó này. Cái hướng nó quay ra đây thì đúng rồi. Nếu mà nó quay ra ngoài thì mình sẽ xoay vô. Tại vì lát nữa mình bật cái show lên là thấy không? Đó, để quay vào cái show là đúng rồi. Ok. À, bây giờ mình sẽ gắn cho nó một cái gì đây? À, thầy sẽ gắn cho nó một cái cube. À, thầy làm các cái viên đá gắn cho kêu. Còn nếu bạn làm khối tròn cũng được, nếu tròn thì mình làm những trái banh. Bây giờ thầy chọn cái kêu đưa qua đây.
cái khiêu này á, cái khiêu này thầy sẽ làm cái gì? Thầy có thể bo cạnh cho nó, là cho nó nhỏ lại, nó đang là lớn đó, đúng không? Đây thầy có lẽ cho nó xuống khoảng 50 đi, 50 50. Nhỏ nhỏ 50, biết 50 chợ nhỏ quá không? Rồi đại loại 50 trước, chỗ này thầy fill led cho nó một chút, cho nó bo góc bo cạnh, rồi gắn thả nó vô trong cái e-master này, được chưa? Rồi thả đây chạy thử coi, thì chắc chắn bạn chưa thấy xuất hiện, đúng không? Chưa thấy gì hết. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào thằng emitter này. Đấy, trong phần emitter này các bạn sẽ check vô show object. Đó, đây thì lúc này bạn thấy nó hoạt động ở đây, đúng không? Đó, nó đã hoạt động ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái show lên, mở lớp layer cái show lên. Rồi bây giờ mình di chuyển cái này lên cao lên chút. Đó, mình di chuyển lên cao, mình căng cái này sao nó rớt vô cái show này. Nhưng mà có lẽ là cái gì? Cái show này nó to quá, đó. Một là mình cho cái khối này to lên, hai là mình cho cái show này nhỏ lại. Thì có lẽ mình cho cái scale cái show này nhỏ lại cho nó nhẹ bớt đi, chứ còn không mình nó nặng quá. Đó. Mình kéo sao cho nó scale cho nó đều ha. Scale cho nó đều, object đâu? Ủa, cái này đâu rồi? Ok. Scale cho nó đều lại. Colander bây giờ nó đang là 1 1 rồi. 1 1. Bấm đây nó chạy ra. Rồi, bấm chuột Z thu nhỏ lại. Cho. Cho nó nhỏ để lát nữa mình render cho nó nhẹ thôi, chẳng có gì. Làm to quá thì nó nặng. Ok. Bây giờ mình canh nè, mình canh cái bay bay này nè. Cái emitter này ha, mình canh sao nó bay vô trong cái show này của mình. Giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái thông số của cái emitter này. Đó, vào emitter nha, vào cái partic nè. Rồi hôm nãy mình đã làm việc với cái này rồi, thầy không nhắc lại nữa. Giờ thầy chỉ cần chỉnh với cái thông số chính thôi. Ví dụ cái tối lượng chiều dài của nó, phải không? Mặc định đang 150, thầy sẽ tăng cái frame lên là 300 đi. Đó, tăng cái frame lên 300 này. Rồi cái kết thúc của cái emitter này là sẽ là thầy sẽ cho nó khoảng 250 đi. Đó. Đánh như đây. Đâu rồi? Này, vào cái phần stop, rồi cái phần kết thúc của cái frame này là 250. Đó. Thì nó chạy tới 250 nó sẽ hết. Thấy chưa? Nó chạy quá dài, quá nhiều ha. Bay đây. Thứ hai là tốc độ. Đó. Giờ nó đang cày cày này, thì tăng tốc độ lên. Ví dụ tăng tốc độ lên 500 thử. Đó, bây giờ tốc độ nó sẽ nhanh hơn rồi không? Đó, tốc độ 500. 500. Rồi nó dài quá thì giờ mình sẽ cho nó xa xa ra chút. Thấp xuống một xíu. Rồi mình xoay cho nó lên. Đó, mình xoay cho nó cao cao lên, nó rớt xuống đây này. Đó, mình ngửa lên cho nó bay lên đây, nó rớt xuống cái xô này ha. Đó, bay lên đây rớt xuống cái xô. Ok, bây giờ nó bay lên trời không à? Đó, thì bây giờ mình phải cho nó một cái lực hút xuống đây. Được chưa? Một cái lực hút thì cái lực hút của cái khối Q này là click phải cho cái khối Q ha. Đó, mình muốn hút cái nào thì chọn nó. Chọn cái Q nè. Chọn cái simulate tạc. Rồi gắn cho nó cái ring gin ha. Ring gin body. Đó, thì hôm nay bạn thấy nó hút xuống đây không? Đó, nó hút xuống cái sàn này. Nó sàn rồi, bây giờ mình phải chỉnh lại chỗ này tiếp. Chắc rồi có lẽ mình kéo này xích lên. Mình chọn cái này kéo lên đây, kéo lên thấp xuống đây, nó lại gần cái show xíu. Đó, rồi mình tăng cái gì đây? Mình tăng nó đang 500 này, tăng 600 lên cho nó full ra đây, nó mạnh dài hơn chút từ bộ tới, đúng không? Cho 800 đi, giống như là ống nước của mình nó xịt nước lên nó mạnh rồi, không? Rồi cao lên, cao lên, cầm cho nó vô cái show này, vô cái show đây. Rồi đó, vô show này. Vô show mà nó thủng luôn, thấy chưa? Vô show mà nó thủng luôn. Ok, rồi bây giờ các bạn trong cái show này nè, cái show này thì các bạn phải gắn cho nó một cái phản lực,
đó, một cái lực đẩy. Bây giờ mình chọn cái show, chọn cái show này, các bạn click phải, rồi mình sẽ chọn là simulation tạc, chọn cái lực đẩy là colander body. Đấy, thì cái này nó sẽ rớt vô cái show này ha. Cái khối này của mình phải chắc cho nhỏ lại quá, không cho cái show to lên. Đấy thì có cái nó vào, có cái rớt ra ngoài. Đó, thì nó mới tự nhiên. Ok ha. Bây giờ các bạn muốn thì mình sẽ gắn cho nó cái sàn. Đó, những cái nằm trong cái show thì ok rồi, nhưng mà cái này rớt ra ngoài, chui xuống đất hết rồi. Bây giờ thì gắn cho nó một cái sàn như đây. Đó, này có một cái sàn này. Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ cái sàn này á, thầy cũng gắn cho nó một cái kéo sàn xuống dưới đi. Thầy click phải cho cái sàn, thầy cũng gắn cho nó một cái simulator tạc, chọn lực đẩy colander body. Đó, thì này các bạn thấy nó rớt ra cái sàn này không? Chứ nó không có rớt thẳng xuống dưới. Đó. Thì nếu bạn thích làm như vậy tùy các bạn điều chỉnh thôi, các bạn có thể muốn cho bằng cái show không thì mình bớt cái mình bớt lại cái hạt này đi, bớt lại hạt. Đúng không? Thì nó ít thôi. Đó, này mình hơi bị cho nhiều. Giờ mình giảm cái hạt này xuống khoảng 5 đi. Đó, thì nó sẽ sinh ra ít hơn một chút. Đó, đó nó sinh ra có 5 cái là ít. Ok. 5 cái, 5 cái, 5 cái. Ok, 5 5 được. Nhiều quá nó đầy. Được chưa? Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm chất liệu cho nó. Đó, các bạn sẽ làm cái chất liệu cho cái sàn, cho cái show này. Đó. Đó. Thì đây mình sẽ làm một cái chất liệu thủy tinh đi cho cái show này, cho nó trong suốt để mình thấy được cái khối này. Thì giờ thầy bấm vô cái Create, chọn New Default Material, double click vô cái slot này. Trong phần màu sắc color, cái màu thủy tinh thì nó hơi xanh, nó gọi là trắng xanh á. Thì chỗ này các bạn pha cho nó một cái màu trắng xanh. Được chưa? Trắng xanh. Đó, ok. Rồi thủy tinh thì nó phải trong suốt. Trong suốt thì mình sẽ check cho cái thằng đây, đúng không? Chọn cái Genfacy, check cho đây. Thì trong phần Genfacy này á, thì chỗ này mình sẽ có cái gì đây? Nó đang là 1.517 đây, thì sẽ chuyển xuống 1.4 thôi. Đó, thì nó sẽ ok hơn. Rồi tiếp theo là cái gì? Cái brightness là cái cường độ sáng này. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho nó khoảng 99. Đó, bớt đi một chút ha. Rồi cái phản chiếu này cần thiết không? Nếu cần thiết thì mình dùng nó, còn không thì thôi. Phản chiếu này có những cái gì xung quanh nó sẽ phản chiếu, còn không thì chúng ta không cần đâu. Chỗ này mình đặt cái tên là glass. Đó, cái tên cho chất liệu của mình là glass này. Rồi kết thúc đi. Được chưa? Bây giờ mình gắn nó vô trong cái show này, kéo thả vô cái show này. Đó, thì giờ render lên. Các bạn muốn render một vùng này thì các bạn bấm vào đây, mình sẽ chọn render region này. Region. Quét chọn cái khung này thì nó chỉ render cái khung này thôi. Đó, nó rất là ok hơn. Đó, thì mình có được cái chất liệu thủy tinh rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm cho những cái chất liệu khác. Ví dụ đây thầy muốn gắn chất liệu cho cái trái này nè. Như cái này. Bây giờ mình sẽ tạo một chất liệu mới. Rồi new material, double click vô đây. Chỗ này mình sẽ cái này mình đặt tên chất liệu đây là Q đi, cho cái khối QB hoặc là đá đi, hay là cái hạt gì đó. Ok. Rồi, cái này thì mình sẽ chọn màu ha. Ở đây thầy sẽ dùng một cái màu cho nó, màu xanh đi. Một cái màu xanh. Màu xanh đi ha. Xanh đậm đi. Ok. Rồi một cái màu xanh. Còn bạn thích màu khác cũng được, tùy. Màu xanh này cho nó dễ thấy. Rồi tiếp theo thầy muốn cho nó có một cái độ phản chiếu, độ bóng, cho cái khối này nó có độ bóng này. Thì trong cái thằng Reflection này ha, Reflection. Mình sẽ vào cái add cho nó một cái, vào cái phần add cho nó một cái Reflection Galaxy ha. Legacy. Đấy, trong cái phần này thì chúng ta sẽ gắn cho nó một cái texture. Thì cái phần chỗ này texture này, trong phần layer color thì cái thằng texture này các bạn bấm vào đây, mình sẽ chọn cái bên dưới của thằng color là cái Fresnel. Nó có cái độ bóng nhưng mà nó không có bóng giống như vậy. Fresnel này ha. Đó, rồi các bạn có thể điều chỉnh lại cái brightness này ít thôi, đừng có để nó chói quá. Đó. Được chưa? Rồi cái strength mid này, hoạt trộn này mình cũng bớt lại. Nó có độ bóng nhưng mà nó không có chói quá, đúng không? Ok. Rồi bây giờ mình mới gán cái chất liệu này vô trong cái Q này. Đó, thả vô trong cái Q này. Đó, thì bạn thấy nó mình render nhẹ cái lên xem.
render cái trái này thôi. Đó, thì mình thấy cái trái này đổ vô như thế này. Còn nếu bạn muốn thủy tinh đá gì đó thì mình gắn kiểu chất liệu đá thủy tinh gì đấy, thì từ từ mình mò mẫm sau đi ha. Thì bây giờ mình thấy đây là cái khối này nó chạy ra đây nè, nó chạy ra đây nè đó, nhưng mà nó đang bị đều. Thì các bạn có thể bấm vô lại cái emitter. Ở đây mình sẽ điều chỉnh, thứ nhất là cái góc xoay này, ví dụ bạn xoay một góc 45 độ đi, thì này nó sẽ xoay theo một góc 45 độ, đúng không? Và nếu bạn muốn nó ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ dùng thông số ngẫu nhiên đây, ví dụ 40. Thì lúc này nó sẽ xoay một góc 45 độ và thông số ngẫu nhiên là 40. Thì có cái xoay có cái không, đúng không? Hoặc là xoay 30 thôi, 30. Rồi tiếp theo là có viên lớn, viên nhỏ. Nếu cái này thì bạn thấy tất cả những cái hạt này nó đều bằng nhau hết. Bây giờ mình muốn cái viên lớn, viên nhỏ, ví dụ đây thầy cho là 40. Được chưa? 40 thì nó có hột to, nhỏ, 30 thôi. 55 cũng được, tùy. Đó. Có viên nhỏ, viên to, viên nhỏ thì nó sẽ ok hơn. Đúng chưa? Đó. Đó, ok hơn. Rồi. Bây giờ tiếp theo làm gì? Mình sẽ gán chất liệu cho nó. Đó, thì ở đây mình sẽ gán cái chất liệu cho cái mặt sàn. Đó, cái mặt sàn thì mình sẽ tạo một chất liệu mới đi. Default. Double click vô đây. Sao nó trên PC thôi. Muốn xóa thì click phải, mình chọn delete thôi. Mình sẽ tạo một chất liệu mới đi. Stop này rồi. Rồi. Chỗ này mình đặt cho chất liệu là cái sàn. Được chưa? Rồi cái màu cái sàn. Ở đây mình sẽ dùng cái màu Radiant đi ha. Mình bấm một color này. Đó, mình không chọn màu đây mà các bạn sẽ bấm vô thằng texture này. Đó, mình chọn kiểu gradient, tức là tô chuyển sắc. Rồi. Bấm một cái ô màu này để hiện lên cái bảng này. Đó thì cái phần màu đen này các bạn double click vô cái màu đen này. Chúng ta sẽ chọn một cái màu khác. Đó, mình kéo thanh trượt này mình pha nó cái màu khác. Đây thầy sẽ chọn một cái màu xanh tối để nó tương phản với cái này. Ok. Đó, thì mình có được cái màu này, thì cái này nó sẽ chuyển sắc từ xanh này tới trắng này. Cái đầu trắng quá thì mình sẽ giảm cái này xuống một chút. Đó, nó là cái xanh sáng này ha. Thì bây giờ các bạn đang thấy nó là 2DU, tức là nó chuyển từ trái sang phải. Bây giờ mình đổi ngược từ dưới lên trên thì mình sẽ chọn cái 2DV. Đó, thì nó đang từ dưới lên trên, nó tải từ dưới lên trên ha. Đó, còn chỗ này nhiều hay ít thì chúng ta thay đổi cái con trượt này. Rồi ok, bây giờ rồi tiếp theo bạn muốn cho nó có cái độ phản chiếu, tức là những cái này rớt ra nó có cái nước bóng, nó có bóng, thì mình tiếp tục là reflection, rồi add cho nó một cái galaxy ở đây, đúng không? Reflection legacy, rồi nó đang quá mạnh ha, thì mình sẽ giảm cái reload này xuống. Đó, mình giảm bớt mấy này xuống. Ok, được chưa? Rồi bây giờ mình kéo thả vô trong cái sàn này. Thì khi bạn thả vô đây thì mình thấy nó có những cái sọc này. Thì nó có sọc này thì bạn bấm vô trong cái phần tạc này. Cái thằng projection ha, bấm vô flat. Trong này các bạn chọn cho thầy cái frontal. Đó, frontal. Đó, thì nó hết cái này. Đó, thì lúc này mình có thể render xem. Render xem. Đó, nó cũng khá nặng ha, cũng khá nặng rồi đấy. Mình làm bé bé mà cũng nặng phết. Đó, thì mình thấy cái độ phản chiếu của nó có hết ở đây. Ly trong suốt này. Giờ để muốn đẹp hơn á thì chúng ta sẽ gắn cho nó một cái bầu trời, một cái physical hoặc là một cái sky. Thì đây các bạn có thể dùng một trong hai cái, một là background cũng được, đúng không? Background thì nó chỉ là background thôi, hoặc là sky hoặc là physical vật lý. Đó, ví dụ mình thử cái physical đi, đúng chưa? Rồi giờ mình render xem thử. Đó, thì cái đối với cái physical này thì bạn phải gắn thêm đèn. Đó, gắn thêm đèn hoặc là chỉnh lại cái ánh sáng mặt trời của nó. Thì đây nó có cái ánh sáng mặt trời này. Đó, thì các bạn xoay cái hướng sáng mặt trời nha, xoay cái hướng sáng mặt trời. Đó, đâu rồi, trong chuẩn Z đây, bấm vào đây mình xoay cái hướng sáng mặt trời này. Đó, xoay sao đó. Thì cái physical bây giờ thầy gắn cho nó một cái background đi. Background cho nó nhẹ.
rồi kéo background xuống đây, thì cái background này thầy cũng gắn một cái màu này luôn chung với cái màu nền luôn đấy. Thì bây giờ mình render thì các bạn thấy nó sẽ chia ra làm hai nè, cái đường chân trời nó sẽ chia làm hai. Đó. Mình thu nhỏ lại đây, xoay đi. Đó. Bây giờ muốn render nhanh thì chọn Regen quét như vậy. Đấy, cái này nó không thấy chân trời ha. À, nếu nó thấy đường chân trời thì các bạn sẽ click phải vào đây. À, bạn click phải vào cái nền ha. À, bạn click phải vào cái nền này. Ở đây các bạn chọn cho thầy cái render render tag, chọn composition setting ha, composition setting. Trong cái phần composition setting này các bạn check cho thầy cái composition background để nó hòa trộn với cái background trên này. À, thì lúc này hai cái lớp nó trộn với nhau thì nó không còn thấy cái đường chân trời nữa. Đấy, thì lúc này khi bạn render nó sẽ hòa trộn với nhau này, nó không còn thấy cái đường chân trời giống như nãy nữa, nó sẽ đẹp hơn Em nhiều. làm cái đó không được thầy, Rồi, nó vẫn có đường chân trời đâu. à, rồi lát nữa thầy xem, đấy, thì nó sẽ ra như thế này. Thì chỗ này thì nếu bạn chưa thấy ổn thì chúng ta tiếp tục gắn đèn cho nó, thấy không? Hoặc là mình gắn cho nó một cái physical vật lý hay là gì đó, gắn thêm cho nó rồi render xem thử, hoặc là sky bầu trời. Thì khi mình gắn như vậy thì chắc chắn nó rất là tối, tối thì nó có bóng, mình gắn cái ánh sáng vật lý vào thì có ánh sáng mặt trời, nó có độ bóng của nó sẽ đẹp hơn đó. Ok, nó có cái bóng nè, bạn có thể xoay cái bóng theo cái hướng nào đó. Ví dụ như ở đây thì mình xoay cái ánh sáng mặt trời đây, mình chọn cái sky này, mình xoay cái này đi đó. Ví dụ ánh sáng nó sẽ chiếu chỗ này qua đi đó, mình cho cái bóng nó đổ ra phía sau đi. À, cái bóng nó sẽ đổ ra phía sau này. Đó. Nó đổ ra phía sau. Đấy, đại loại là vậy. Rồi. Physical. Rồi, các bạn muốn đẹp nữa thì các bạn phải vô render, set up lại cái thằng render này. Thì bây giờ mình muốn render ra hình thì các bạn bấm vào đây, các bạn chọn screen, chọn các cái kích cỡ khung hình ha. Ví dụ cái cỡ lớn đi, tức là bạn có thể chọn 1280 nhân 1024 pixel đó. Đó, tức là đây là cái kích cỡ khung hình lớn thì nó chất lượng hơn. Còn nếu bạn muốn render ra dạng phim á, thì mình sẽ chọn phim này, các cái chuẩn phim ở đây từ NTSC cho đến PAN đến HD đến UHD hoặc là Silicon, đúng không? Thì đây các cái chuẩn ha, các cái chuẩn phim thì mình tới HD full HD là dữ dội rồi. Hoặc là các bạn có thể chọn trực tiếp ở trên này cũng được. Đó. Ví dụ khung hình bạn muốn 16:9 hay là chuẩn 43. Đó. Ví dụ thầy sẽ chọn HD HD TV 16:9, tức là kích thước khung hình rộng đó, 16:9. Rồi tốc độ khung hình là 30 hình trên giây. Đúng không? Đó. Rồi trong này mình sẽ chọn một cái chuẩn phim đây thầy, các bạn muốn nhẹ thì có thể pan được, pan DV. Mình chơi HD đi, HD TV 1080 25 hình trên giây đi. Đó, được chưa? HD TV 1080 25 hình trên giây. Rồi. Thì cái chỗ này bạn muốn ra phim á, cái này thì bạn thấy nó sẽ nói gì đây? Current hiện tại nếu bạn render ra thì nó chỉ có nằm ở cái frame 252 này thôi. Tức là nó nằm đây này, đang nằm ở đây này. Thì nếu bạn render nó sẽ dừng ở đây thôi, nó không có chuyển động nha. Các bạn muốn cho nó chạy hết các cái frame luôn thì các bạn bấm vào đây. À, mình chọn All Frame này. À, tức là nó sẽ render từ 0, à, nó render từ 0 cho đến hết phim, hết timeline của mình là 300, à, từ 0 đến 300 này, thấy chưa? Đó, thì đây là cái mình chỉnh về render, về phim ha, này là thầy đang hướng dẫn các bạn render ra video đó. Rồi, cái save cell ở đâu? À, thì đây thầy sẽ bấm ra ngoài, cell ngoài này, chỗ này đi, thầy sẽ đặt tên là gì, thì cái này là cái gì ta? Imagery hả? Hiệu ứng là Imagery, Imager, rồi. Đặt cái tên thôi, ok, xếp lại đây cái chuẩn format thì nếu bạn để như vậy thì nó sẽ ra hình, đúng không? Ra đuôi hình. Bạn đã bạn muốn ra frame thì trong cái format này mình sẽ chuyển thành đuôi movie hoặc MP4. Đó, thì đây thầy sẽ chọn movie ha, rồi chọn movie. Nếu cái phim bạn muốn có cái kênh alpha thì mình check cho đây, tức là cái kênh loại bỏ kênh màu đen á để mình đưa qua những phần mềm khác mình tách được á. Rồi phía dưới này thì các bạn muốn chất lượng cao thì
có thể chọn best, còn nếu mà không để cái trung bình thì này cũng được, nếu chọn best thì nó khá nặng. Còn mấy cái này bạn muốn render cho nó nhanh hơn, đang 15 thì các bạn có thể giảm xuống, ví dụ đây mình giảm xuống thấp thôi, 15 mình giảm xuống một nửa thôi, 7 hoặc 6 cho xuống 5 luôn đi cái chiều sâu. Còn cái này mình cho là 3 thôi, đúng không? Bóng này, cái bóng, mấy cái bóng này nó không quan trọng lắm, mình muốn cho nó nhẹ thì mình giảm bớt xuống. Đấy, thì nó sẽ nhẹ hơn mấy cái này nó. Còn nếu bạn muốn chất lượng cao nét như Sony thì mình tăng mấy cái này lên đó, thì mình có thể chỉnh trong cái phần đấy. Rồi tiếp theo là bạn muốn đẹp hơn nữa thì cái add cho thầy một cái effect này, trong này mình sẽ có cái ambient occlusion ha, đó, ambient occlusion. Rồi trong này thì tiếp tục mình add cho nó một cái global illumination đó, thì nếu bạn muốn cho nó render nhanh thì mình sẽ giảm một số cái trong này. Ví dụ ở đây nó đang để là trung bình, cái thời gian record ghi trung bình thì mình giảm xuống lâu thôi đó, thì nó sẽ giảm bớt cho mình. Thì lúc này mình sẽ render, rồi mình đóng bảng này lại, chúng ta sẽ chọn render regen cho nó nhanh đó, mình render từng phần này. Thì khi này render thì có khả năng nó sẽ tối, tại vì mình chưa có một cái ánh sáng ha. À, mình có ánh sáng bầu trời rồi đó, mình có ánh sáng vật lý đúng không, ánh sáng của bầu khí quyển thì nó sáng như vậy đấy. Còn nếu bạn muốn nữa thì chúng ta có thể thêm đèn, mình có thể gắn thêm đèn nha. Còn nếu không có ánh sáng này thì bạn phải gắn thêm đèn, chứ không thì nó sẽ bị tối, khi bạn sử dụng hai cái hiệu ứng đó nó sẽ bị tối đó. Rồi mình kiểm tra thấy ánh sáng mọi thứ có vẻ ok ha. Ok thì chúng ta sẽ render lên, hoặc là cái chỗ này mình có thể điều chỉnh lại cái chất liệu này, mình sẽ bớt lại cái thằng này đi và cho cái này nhiều hơn tí, không mình sẽ nên cho cái này nó đậm hơn chút đó. Rồi bây giờ mình render thật ra thì các bạn chỉ cần bấm vô cái ở giữa này thôi đó, thì nó chạy đây nè, ngồi chờ khoảng 2 3 tiếng gì đó. Thì đây mình sẽ có là render hết phim này, 25 frame thì nó đang chạy đây, các bạn để ý phía dưới góc này nè, nó đã có phần trăm này ha, nó đang chạy dưới đây. Bắt đầu nó đây, chỗ này nó tính toán này, 27 giây rồi đúng không, giờ phút giây khung hình. Đây là frame đầu tiên ha, frame số 1. Đuôi của nó là video gì đây? Đuôi movie, các bạn sử dụng đuôi movie. Thì giờ các bạn cứ ngồi chờ thôi, uống trà, mở cà phê ra uống trà, họ đi đâu chơi đó chiều về. Máy mạnh thì chúng ta render phim ảnh thì nó nhanh, còn không thì rất là lâu. Muốn đẹp thì chúng ta phải thêm nhiều chỉnh tới ánh sáng, ví dụ này thầy chưa chỉnh được ánh sáng này, mày mới gắn cái đèn bầu trời cho thôi chưa chỉnh. Mười sáu chín hai trăm năm chục tấm cũng chua thiệt. chắc giờ đến chiều. Laptop MacBook RAM 16 GB có i7 không ăn thôi, giờ phải chạy con M1 thì mới được. Nó có mấy cái bóng shadow nó nặng lắm, bây giờ mình lố ra được một cục không. Các bạn biết After Effects Premiere chưa? Yeah. Thì trong cái dự án final cuối cùng mà các bạn làm hoạt hình chuyển động gì đấy thì các bạn có thể render từng cái cảnh nhỏ rồi đưa qua những cái phần mềm đó mình lắp ghép lại. Chứ còn không ai làm một phim mà làm trên một phần mềm cả, không? Nó phải biết kết hợp nhiều phần mềm, cái nào vẽ 3D, cái nào làm After Effects, cái nào dùng Premiere để ghép lại, hoặc là những cái phần mềm khác nữa. Đấy, mỗi một phần mềm nó có cái thế mạnh của nó thì mình lắp ghép vô.
ví dụ cái nào vẽ Maya tốt, cái nào vẽ 3D tốt, đúng không? Cái nào vẽ CG 4D tốt, đó thì mình sẽ đưa nó vô được. Đấy, cái này thì lâu lắm, thôi cứ để cho nó chạy mà, thì gọi là xong lát nữa mình ra ngoài mình có cái video thôi. Đấy, nó sẽ hôm nãy mình lưu ra ngoài này thì nó sẽ có cái file đây, nó đang chạy cái file movie của mình đây. Thấy cứ để cho chạy Bây giờ chấm bài giùm em được không thầy? được.